Võ Thần Chúa Tể chương 5736, cái gì? Này! Từng đạo khí tức đáng sợ giống như từ trong dòng sông cổ xưa đi ra, trong nháy mắt hàng lâm nam thập tam tinh vực, hình thành dao động đại đạo đáng sợ. Bùng! Toàn bộ nam thập tam tinh vực bởi vì đột nhiên xuất hiện nhiều khí tức khủng bố như vậy, vô tận đại đạo khí tức bắt đầu khởi động, mấy tôn tản ra khí tức đáng sợ hư ảnh, trực tiếp phủ xuống, làm cho toàn bộ nam thập tam tinh vực đều tại kịch liệt chấn động lực lượng thật khủng bố là cường giả nào hàng lâm thác bạc hùng bá và các cường giả nam thập tam tinh vực lúc này hoảng sợ quay đầu trong nháy mắt bọn họ quay đầu đều thấy được mấy đôi đồng tử giống như vực sâu đứng sừng sững ở cuối chân trời vũ trụ hải vô tận khi ánh mắt bọn họ đối diện với mấy đôi mắt kia ầm ầm một tiếng trong đầu thác bạc hùng bá tất cả đều giống như núi lửa phun trào trong đầu trống rỗng trong nháy mắt đều ngừng suy nghĩ khủng khiếp bị mấy đôi mắt kia nhìn chằm chằm, bản nguyên trong cơ thể mấy người thác bạc hùng bá động lại, hô hấp đều đình trệ, giống như trong nháy mắt lâm vào chết não. A, à, mấy con kiến siêu thoát, quả nhiên là một nơi hẻo lánh. Một đạo thanh âm lạnh lùng vang lên trong vũ trụ tinh không. Là thanh âm của Thi Quốc Quốc chủ, con ngươi màu vàng tím của hắn mang theo khí tức tử vong vô tận, liếc mắt một cái liền nhìn thấu toàn bộ Nam Thập Tam Tinh vực, thẳng nhiên nói, nơi này quá cằn cỗi khó trách nơi này nhiều kỷ nguyên cũng chưa từng bị chiếm lĩnh địa phương như vậy ngay cả tư cách được chuyển hóa thành thi quốc ta cũng không có chỉ có thể trở thành chất dinh dưỡng cho thi cốt dưới trướng ta thi quốc quốc chủ thân hình từng bước một chen vào nam thập tam tinh vực oanh toàn bộ nam thập tam tinh vực hư không kịch liệt thiêu đốt lên hắn vô số cổ thi đại quân tiến vào phương thiên địa này đáng sợ thi khí tràn ngập lập tức cái kia một phương biên giới khu vực tất cả hư không tất cả đều hữu hóa lên thi khí sông thiên giống như trở thành thi hài chung cất. Hừ, thi chủ, lão già ngươi vẫn đáng ghét như vậy, cút xa một chút, đừng làm bẩn thân thể lão nạp. bùng Lúc này một đạo thanh âm vang vọng lên, trong hư không vô tận này, một đại hán thân hình khôi ngô đi ra, đại hán này đầu trần, cả người lưu chuyển vần sáng màu vàng cổ quỷ dị, những vần sáng màu vàng cổ này giống như đại đạo vũ trụ mãi mãi không thay đổi, phạm xướng các loại âm thanh của hồng chung đại Lữ đúng là thoáng cái đem thi khí không ngừng khuếch tán này ngăn cản xuống. Cũng ngăn cản nam thập tam tinh vực thiêu đốt. Trong hư không, vô số phạm âm lưu chuyển, cái kia biên giới chỗ một ít thanh đồng cổ thi ở tiếp xúc đến này cổ hoàng sắc vần sáng về sau, đúng là từng cái mở to mắt, lộ ra vẻ thống khổ, trên người màu đen thi khí cuồn cuộn bộ mặt dữ tợn, tự như lệ quỷ. Hả? Thích Nam Thiên? Ngươi thật sự cho rằng bổn quốc chủ sợ ngươi? có tin bổn quốc chủ đánh vào nam đấu Phật quốc ngươi, đem nam đấu Phật quốc ngươi hóa thành thi quốc lộ tràng của ta hay không? Nhìn thấy hành động của đại hán đầu trọc này, thi quốc chủ tức giận hừ một tiếng, ông. Thi khí cuồn cuộn, trực tiếp đem khí tức của đại hán đầu trọc áp chế xuống, bảo vệ đại lượng đồng thau cổ thi dưới trướng mình, nhưng vẫn có một ít đồng thau cổ thi đúng là trên người nở rộ ra kim quang, khoanh chân mà ngồi, nhanh chóng bốc cháy, hóa thành từng đạo cho tàn tản giật. Đây là bị siêu độ. Thanh đồng cổ thi chính là một tầng siêu thoát cảnh cổ thi khôi lỗi, tại này đầu trọc đại hán phạm âm dưới đại đạo, căn bản vô lực ngăn cản, nếu không thi quốc quốc chủ ngăn cản, sợ là vô số cổ thi đều sẽ bị trực tiếp siêu độ. Ha ha ha, ta thích nam thiên sẽ sợ ngươi. Đầu trọc đại hán cười ha ha. Tay cầm thiền trượng, kia thiền trượng nở rộ thần quang, nam thập tam tinh vực quanh thân hắn khu vực vô số sinh linh đúng là nhao nhao ngồi xếp bằng tụng sướng lên. Thậm chí ngay cả một ít mới sinh ra, căn bản không cách nào đứng thẳng cùng ngồi dậy hài nhi, giờ phút này lại cũng là xếp bằng mà ngồi, răng nanh tập nói như tụng sướng giả, thành kính vô cùng, trở thành hắn cùng tín đồ, trong cơ thể sinh cơ từng chút tiêu tán. Đại đế Đến cấp bậc này, thân thể đều là đại đạo sở hóa, sớm đã áp đảo ở bình thường sinh linh phía trên, ở trong mắt bọn họ, trước mắt sinh linh căn bản cùng bọn họ không còn là cùng một cấp độ. Mà là nào đó nguyên liệu nấu ăn, nào đó chất dinh dưỡng. Không thể tạo ra bất kỳ lòng trắc ẩn và lòng trắc ẩn nào. Giống như người, sẽ đi đồng tình với lúa, dưa hấu và lương thực hoa quả sao. Bùng! Thi khí cùng Phật quan va chạm, ngay tại thời điểm song phương nhìn chầm chầm, muốn tranh phong cùng một chỗ. Rắc một tiếng, một đạo thân hình khổng lồ đáng sợ từ trong tinh không mênh mông vọt vào. Đây là một đầu cự thú, thân hình to lớn, giống như một tòa pháo đài chiến tranh bình thường, trên người tản mát ra khí tức, càng là rộng rãi chiếu rọi chư thiên, cùng thi quốc quốc chủ, thích nam thiên dặn có cùng một chỗ. Ngoài ra, ở phía nam thập tam tinh vực bên ngoài, cũng là có hư ảnh hàng lâm, chăm chú nhìn nơi đây, là khác cổ xưa thế lực, có cường giả hàng lâm, tại quan trắc nơi đây. Đến cấp đại đế, Thân thể chính là đại đạo biến thành, có thể chiếu rọi chư thiên, cho dù chỉ là một con kiến, một khi trở thành đại đế, mặc dù thân thể vẫn là nhỏ như vậy, có thể tản mát ra đại đạo khí tức, cũng đủ để tràn ngập vô tận cương vực, hóa thành hư ảnh đáng sợ nghiền ép vô số tinh hà. Quái vật Komodo. Nhìn thấy con cự thú này, thì quốc quốc chủ và Thích Nam Thiên đồng tử co rụt lại, cũng không giao phong với nhau nữa. Cự thú bực này cũng không phải là cường giả phụ cận mảnh tinh vũ nam vũ trụ hải này mà là người du lịch từ bên ngoài đến hẳn là một độc hành thú nào đó nhưng kiên kỵ khủng bố với tộc thú komodo cho dù là một con komodo thú đơn độc bọn họ cũng không dám mạo hiểm động thủ cho dù là bất kỳ một đầu komodo thú nào đều toàn thân là bảo vật vài đạo hư ảnh khủng bố nở rộ chư thiên đều về tới mục đích bọn họ đi tới nam thập tam tinh vực lần này ánh mắt chăm chú nhìn sâu trong thập tam tinh vực phía nam mà xa xa đám người thác bạc hùng bá hoảng sợ nhìn tất cả căn bản vô lực ngăn cản tu vi nhị trọng đỉnh phong trước mặt mấy cường giả khủng bố căn bản ngay cả tư cách ngăn cản cũng không có đám gia hỏa này rốt cuộc là tồn tại gì a à? trong lòng hoảng sợ dưới bọn họ chỉ có thể trơ mắt nhìn mấy tôn thông thiên cường giả này ánh mắt thoáng cái nhìn được khắc động xuất hiện ở phía nam thập tam tinh vực sơ thủy vũ trụ bên trên giờ phút này sơ thủy vũ trụ còn đang bành trướng bởi vì thật sự quá lớn, hơn nữa hỗn độn khí lưu mãnh liệt, thì quốc quốc chủ các cường giả ngay từ đầu đều là ngẩn ra, nhưng chợt, đồng tử bọn họ đều là toát ra vẻ khó tin. Đó là Sơ thủy vũ trụ Một sơ thủy vũ trụ đang giãn nở. Làm sao có thể? Các cường giả thi quốc quốc chủ trừng to mắt, chớp chớp mắt, trong khoảng thời gian ngắn có chút không thể tin được. Làm sao có thể có sơ thủy vũ trụ lớn như vậy? Bùng! thần niệm đáng sợ thổi quét, giống như bão táp, trong nháy mắt tràn ngập phía trước kia không ngừng bành trướng đáng sợ vũ trụ hình cầu, nhưng làm bọn họ khiếp sợ chính là, lấy bọn họ cường đại, thần niệm dĩ nhiên không cách nào xuyên thấu cái này sơ khai vũ trụ, thăm dò đến trong đó đồ vật. Nhưng từ trước mắt cái này điên cuồng khuếch trương vũ trụ hình cầu khí tức đi lên xem. Đây tuyệt đối là một tòa sơ thủy vũ trụ, một tòa vừa mới thoát ly đại đạo trói buộc, dung hợp bản nguyên, nhảy ra vũ trụ hải bên trong đến sơ thủy vũ trụ cái này cái này cũng quá lớn sao lại có sơ thủy vũ trụ khổng lồ và khủng bố như vậy vừa nhảy ra vũ trụ hải có thể lớn như vậy trong truyền thừa văn minh viễn cổ của nam vũ trụ hải cũng chưa từng có ghi chép không thể tưởng tượng nổi không thể tưởng tượng nổi không có khả năng komodo thú giờ phút này nhìn vũ trụ sơ thủy trước mắt cũng sợ tới nhảy dựng con ngươi màu vàng sầm của nó tràn đầy khiếp sợ cái này cái này cái này nó lai lịch phi phàm nhìn bề ngoài chỉ là một đầu phổ thông komodo thú thực tế thì là komodo thú bên trong nhất tôn đặc thù tồn tại có đại kỳ ngộ trong người cho nên mới có thể đi ra lịch lãm du đảng không sợ gặp phải nguy hiểm tự nhiên biết rất nhiều lúc trước tộc quần komodo thú ta siêu thoát vũ trụ hải cũng từng dẫn phát chấn động cực lớn nhưng so sánh với vũ trụ sơ thủy trước mắt về khí tức dường như còn kém một chút làm sao có thể đào tạo vũ trụ sơ thủy để dung hợp nhưng sau khi dung hợp so với vũ trụ sơ thủy trước mắt quả thực sơ thủy vũ trụ trước mắt còn đang khuếch trương còn chưa hoàn toàn kết thúc nhưng tầm mắt của nó trước tiên cũng cảm giác được sự khủng bố của sơ thủy vũ trụ trước mắt này tuyệt đối vượt xa dự đoán của những người thi quốc quốc chủ ở đây Tòa vũ trụ sơ thủy này một khi truyền ra ngoài, không chỉ có ở Nam vũ trụ hải sẽ dẫn phát quanh động, coi như là phóng tới toàn bộ vũ trụ hải thế lực cổ xưa bên trong, cũng tuyệt đối sẽ dẫn phát quanh động. Đây rốt cuộc là cái gì? Tác La Gia có loại cảm giác, trước mắt này sơ thủy vũ trụ nếu như thôn vệ nó tuyệt đối có thể hoàn thành tộc quần truyền thừa, không cần lại tiếp tục lưu lạc. Chỉ là khi ý nghĩ này của nó vừa xuất hiện. Nguy hiểm một đạo nguy hiểm cực độ đáng sợ truyền lại trong đầu tác la gia làm cho đầu óc nó hung hăng rung rẩy quanh một tiếng hư không quanh thân tác la gia đều trực tiếp sụp đổ phát ra ầm ầm nổ vang thi quốc quốc chủ cùng thích nam thiên các cường giả đều hồ nghi nhìn tác la gia con thú komodo này phát điên cái gì nhưng họ không biết nỗi sợ hãi vô tận trong lòng của nó tác la gia khiếp sợ nhìn trước mắt sơ thủy vũ trụ đây là bọn hắn trong tộc quần đáng sợ nhất trực giác nó có thể cảm nhận được nếu là nó dám đi nuốt trước mắt này sơ thủy vũ trụ. Nó sẽ gặp phải nguy hiểm tính mạng. Hơn nữa, nguy hiểm này cực kỳ khủng bố, cho dù là tộc quần sau lưng nó, cũng không cách nào hóa giải. Cái quái gì thế này? Tác la gia sợ hãi. Thi quốc quốc chủ ở một bên rốt cục không kiềm chế được nữa, ánh mắt tham lam nhìn vũ trụ sơ thủy trước mắt. Vũ trụ sơ thủy trước mắt này chẳng những quỷ gì mà ngay cả thần thức của hắn cũng nhìn trọng không rõ. Đã như vậy. Oanh! Nương theo thi quốc quốc chủ thần niệm khẽ động, vô số đồng thau cổ thi xung quanh nó lúc này trùng trùng điệp điệp, giống như thiên thạch đầy trời trực tiếp va chạm với sơ thủy vũ trụ khuếch trương kia. Mọi người trong lòng khẽ động, đều là nhìn một màn này, không có ngăn cản. Âm âm âm. Vô số đồng thau cổ thi, ở dưới ánh mắt mọi người trong nháy mắt liền tiến vào trước mắt sơ thủy trong vũ trụ, như đá chìm biển rộng, không hề có một tiếng động. Bạn đang nghe truyện tại Tán Tu, chúc bạn nghe truyện vui vẻ.